hai người đàn ông đi ô tô tạt sơn đỏ cửa ngôi nhà 5 tầng. Cầm hai xô sơn, hai người đàn ông tạt thẳng vào cửa ngôi nhà 5 tầng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rồi lên xe ô tô rời đi. Công an phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ tạt sơn xảy ra tại số nhà 15 đến 17 Ba Gia của người đàn ông sinh năm 1962. Trước đó vào khoảng 2 giờ 45 ngày 20 tháng 7, một ô tô màu trắng dừng gần nhà của ông L và hai người đàn ông bước ra, cầm theo hai xô sơn tạt thẳng vào cửa trước ngôi nhà. Sau đó hai người đàn ông này quăng xô rồi lên ô tô rời đi. Ông L cho biết gia đình ông không có mâu thuẫn với ai và nguyên nhân có thể do người cháu dâu tên là Nguyễn Thị Hồng L sinh năm 1990 có vay tiền ngoài xã hội và không có khả năng thanh toán. Gần đây, thông tin về địa chỉ nhà ông L bị đưa lên mạng xã hội và có những người lạ mặt tới đòi nợ, gây sự làm ảnh hưởng đến tâm lý các thành viên trong gia đình, khiến việc kinh doanh bị đình trệ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Theo thông tin mà phóng viên Trả Buổi Tối vừa cập nhật, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với thành viên tổ thư ký và là lái xe của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Những người này bị khởi tố bắt tạm giam về điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật có liên quan đến vụ án Nhật Cường. Ba đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký biên tập, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, là cán bộ công an của C03 Bộ Công an. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Các bị can này bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Hành vi của các bị can có liên quan đến vụ án Nhật Cường. Trước đó vào ngày 13 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ba người này vì có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Vâng thưa quý vị, còn tại Trung Quốc, khu vực phía nam của nước này đã và đang tiếp tục phải đối mặt với cảnh báo lũ lịch sử. Sau một ngày gỡ bỏ cảnh báo mưa lớn vào hôm 20 tháng 7, Trung Quốc lại tiếp tục phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp cảnh báo trong ngày 21 và ngày 22 tháng 7. Vâng, trước đó thì nước này đã phải liên tiếp phát đi cảnh báo mưa lớn trong 41 ngày, dài nhất kể từ năm 2007 đến nay. Tiếp sau, sông Trường Giang, sông Hoài và sông Hoàng Hà sẽ phải căng mình chống lũ trong thời gian tới ở Trung Quốc. Một đợt mưa lớn đang hoành hành tại các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, khu vực sông Hoài và Hoàng Hà từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7. Ngay sau đó, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7, các khu vực này lại xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và tiếp tục ảnh hưởng tới cả khu vực Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang. Đến nay, giải mưa chính vẫn đang dao động ở giữa khu vực miền Nam và miền Bắc Trung Quốc. Như vậy là trong khoảng một tuần tới, lưu vực sông Hoài sẽ phải gánh chịu liên tiếp hai đợt mưa lớn. Trước đó, hôm ngày 20 tháng 7, con sông nằm giữa dòng Trường Giang và Hoàng Hà đã phải phát đi báo động đỏ. Tối cùng ngày, đập Vương Gia, con đập quan trọng số 1 trên sông Hoài, đã lần đầu tiên phải mở cửa xả lũ sau 13 năm. Những ngày tới, áp lực chống lũ vẫn sẽ đè nặng lên con sông này. Ở cạnh các con sông lớn, Trung Quốc từ lâu đã thường xuyên hứng chịu lũ lụt. Ở Trung Quốc thời cổ đại cách đây khoảng 4.000 năm, Hạ Vũ, một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc và là người lập ra nhà Hạ nổi tiếng về trị thủy, chống lũ lụt trên sông Hoàng Hà và cứu mạng bá tánh. Vâng, và Hoàng Hà cũng là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc sau Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử, và là con sông lớn thứ 6 trên thế giới. Kể từ tháng 6, lũ đã ảnh hưởng nặng đến lưu vực sông Trường Giang và mưa lớn đang chuyển về miền Bắc, nơi có sông Hoàng Hà. Trong số 10 trận lũ lớn nhất khắp thế giới trong suốt 100 năm qua, thì có 7 trận lũ đã xảy ra ở Trung Quốc. Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng qua và triển khai những tháng cuối năm 2020 diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương loại bỏ bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ngành thanh tra tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định, khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ
bộ công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành thanh tra tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhiều đường bay nối các địa phương được mở mới và lượng hành khách trong một tuần tăng 27% so với cùng thời gian năm trước. Hệ số sử dụng ghế trung bình trên các chuyến bay đều đạt từ 85 đến 90%. Cụ thể, tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất những ngày này, hành khách luôn xếp hàng dài tại các quầy check-in cũng như kiosk làm thủ tục tự động. Đại diện Cục Hàng không cho hay, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 7, các hãng hàng không đã thực hiện hơn 5.900 chuyến bay, tăng 21% so với cùng thời gian năm trước. Lượng khách vận chuyển khoảng 1,1 triệu người, tăng 27%. Theo các hãng hàng không, lượng khách nhiều lên do nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè. Lý do khác là các hãng đã mở mới một số đường bay ngách và tăng tần suất trên toàn mạng nội địa. Hiện các hãng khai thác hơn 70 đường bay nội địa, tăng gần 30 đường bay so với năm trước. Nhiều đường bay nối các địa phương được mở mới như Hải Phòng, Đà Lạt, Phú Quốc, Cần Thơ, từ Vinh đi Phú Quốc, Cần Thơ, Thanh Hóa đi Phú Quốc và Đà Nẵng. Do lượng khách tăng cao trong điểm hè, các hãng hàng không đều khuyến cáo hành khách theo dõi chặt chẽ thông tin liên quan, chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 tiếng để hoàn thành thủ tục. Bên cạnh đó, hành khách tăng cường sử dụng các hình thức tự làm thủ tục chuyến bay như check-in trực tuyến qua điện thoại hay tại các kiosk tự động ở sân bay. Thưa quý vị, sau quận 1, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt trung tâm giám sát hình ảnh camera quận 9, giám sát gần 500 camera quản lý an ninh trên địa bàn quận. Đây là trung tâm giám sát nhằm kết nối nguồn thông tin hình ảnh từ hệ thống camera về trung tâm, qua đó giám sát hình ảnh an ninh công cộng, lưu trữ thông tin làm nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ công tác điều tra, phân tích thông tin. Theo Ủy ban Nhân dân quận 9, hiện trung tâm giám sát 423 camera, lực lượng an ninh túc trực 24/24 giờ. Mục tiêu giám sát camera truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật, giám sát an toàn giao thông giữa các tuyến đường, tích hợp các camera có sẵn để truy vết các đối tượng, đồng thời giám sát mọi lúc, mọi nơi hệ thống camera IP truyền dữ liệu trên mạng Internet. Vì vậy, có thể theo dõi bằng trình duyệt web thông thường đến từng camera. Công trình khởi công vào tháng 12 năm 2019 với tổng đầu tư hơn 9,2 tỷ đồng, bao gồm xây dựng hệ thống trung tâm, thiết bị tại 4 điểm cầu giám sát, quận ủy, ủy ban nhân dân quận, ban chỉ huy quân sự quận, phòng quản lý đô thị. Tích hợp 168 camera tại hệ thống giám sát hiện đang hoạt động tại công an 13 phường, thay thế và lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí mới. Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết nội dung dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 70 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bổ sung thẩm quyền trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải các địa phương trong công tác quản lý đối với các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. Theo dự thảo, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác kiểm định xe cơ giới theo thẩm quyền trên địa bàn địa phương. Cử cán bộ tham gia phối hợp giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đăng kiểm xe cơ giới khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn quản lý, Sở Giao thông Vận tải có văn bản thông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam. Liên quan đến đơn vị đăng kiểm, dự thảo bổ sung quy định trung tâm đăng kiểm có trách nhiệm ghi chép đầy đủ quá trình sử dụng, bảo dưỡng các thiết bị kiểm định vào sổ quản lý thiết bị, lưu trữ hình ảnh chụp xe cơ giới, khoang hành khách, hầm hàng khi vào kiểm định. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Thưa quý vị, những chiếc xe hổ vồ 4 chân chở quá khổ quá tải và cơi thùng cao cả mét hiện đang là tình trạng rất đáng báo động trên tuyến Hòa Lạc Hòa Bình thuộc phạm vi tỉnh Hòa Bình và Hà Nội. Những vi phạm này hiện đang khiến tuyến đường mới đưa vào khai thác sử dụng có nguy cơ bị hư hỏng xuống cấp. Vì sao những chiếc xe này lại có thể ngang nhiên vi phạm? Ghi nhận của VTC14 cùng lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình. Hơn một tháng qua, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Hòa Bình luôn cắm chốt túc trực trên tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình với mục đích kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng xe cơi thùng chở quá khổ, quá tải. Thế nhưng khá ngạc nhiên, những chiếc xe cơi thùng cao cả mét như thế này vẫn có thể lọt vào khu vực thành phố Hòa Bình. Và đây là minh chứng cụ thể. Chiếc xe mang biển kiểm soát 28C05766 của công ty Toàn Cầu chở vật liệu xây dựng, độ thùng cao cả mét.
khi bị xử lý vi phạm, lái xe liên tục gọi điện nhờ can thiệp. Và nhờ ai thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Trong quá trình xử lý vi phạm, lái xe không đem theo bất kỳ một loại giấy tờ nào, từ giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm và bảo hiểm phương tiện. Bọn em lúc làm công ty là công ty giữ giấy tờ để đảm bảo cái phương tiện. Khi có ấy thì chủ xe sẽ mang giấy tờ xuất trình sau. Đáng nói, gần một giờ chờ đợi để lái xe xuất trình giấy tờ, chủ phương tiện và doanh nghiệp gần như không xuất hiện. Giấy tờ duy nhất mà lái xe có thể xuất trình đó là giấy vay nợ ngân hàng liên quan tới phương tiện vi phạm giao thông. Tiến hành cân xe, phát hiện quá tải gần 100%. Với lỗi vi phạm này, mức phạt lên tới gần 35 triệu đồng. Người của công ty Toàn Cầu thừa nhận vì cước vận chuyển thấp nên buộc phải cơi thùng chở quá tải để tăng doanh thu. Cước nó thấp quá, cước nó thấp mà bây giờ chở mà xăng dầu thì nó cũng đã giảm rồi đấy, nhưng mà cái giảm nó chưa về được những cái mức độ mà mình như mình mong muốn. Bây giờ nó lại tăng lên thì là lại phải cơi lưới lên thì em mới đủ được cái chi phí về lái xe và tiền dầu. Liên quan tới câu chuyện xe quá tải, độ thùng khủng, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình xác nhận hiện đang gặp khó khăn trong hoạt động xử lý. Đặc biệt là việc thường xuyên có đối tượng theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ để né tránh bị xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, sở này khẳng định hiện đang chuẩn bị thành lập lực lượng liên ngành và sẽ tập trung xử lý dứt điểm. Đối tượng mà thường xuyên chở hàng quá khổ quá tải thì lại chủ động theo dõi cái lực lượng của lực lượng thanh tra. Ví dụ như tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình thì có những đối tượng hoặc là bố trí người cụ thể hoặc là nhờ những cái người bán nước ven đường, khi mà thấy lực lượng thanh tra trên Hòa Bình đi xuống chẳng hạn thì sẽ thông tin ngay cho các cái trường hợp chủ mỏ hoặc là các cái doanh nghiệp có cái hoạt động quá tải của cái dự hiện sẽ dừng hoạt động. Thì chính vì vậy mà công tác kiểm soát rất là khó khăn. Thì khi mà mỗi một chuyến công tác xuống khu vực của tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình mà nếu mà gặp được kịp thời thì xử lý phần lớn chỉ được một trường hợp, thì toàn bộ các cái hoạt động hóa thải ở trên toàn bộ các cái hoạt động hóa thải ở trên tuyến nó lại dừng ngay. Trong năm 2019 thì lực lượng thanh tra đã xử lý 47 trường hợp với xử phạt khoảng 300 triệu trên đoạn tuyến này. Và 6 tháng đầu năm 2020 này thì mặc dù thời gian Covid thì ít hoạt động nhưng lực lượng thanh tra sở đã xử lý 19 trường hợp với xử phạt gần 100 triệu đồng trên tuyến. Những chiếc xe cơi thùng cao chót vót, chở quá khổ, quá tải, vì sao có thể ngang nhiên tồn tại mà không bị xử phạt? Hiện có lẽ vẫn là một câu hỏi lớn. Và thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi thì chắc hẳn là điều mà tôi, anh Việt Cường cũng như là quý vị khán giả sẽ chẳng bao giờ muốn thấy trong cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Chuyện trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại câu chuyện này. Không mới nhưng chưa bao giờ cũ và vẫn là một nút thắt cần tháo gỡ, đó là Hà Nội và rác. Vâng ạ. Liên quan đến câu chuyện này thì chúng ta cũng cần phải nhắc lại, đó chính là vào cuối tuần qua thì người dân ở hai xã là Hồng Kỳ và Nam Sơn, huyện Sóc Sơn của thủ đô Hà Nội cũng đã bắt đầu dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn để mở đường cho xe chở rác vào bãi rác này. Và ngay sau đó thì chính quyền và các cơ quan chức năng của thủ đô Hà Nội cũng đã tiến hành các biện pháp để thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt về khu xử lý chất thải Nam Sơn. Tuy nhiên, nhiều khu vực nội thành tình hình ùn ứ tồn đọng rác thải sinh hoạt vẫn còn chưa được xử lý hết, khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên thời sự ngay trong buổi sáng hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đây là bãi tập kết rác tại khu vực đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Như quý vị thấy thì rác từ đây vẫn được chất thành từng đống ngổn ngang và có chiều dài khoảng 500m, tràn xuống cả lòng đường và gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. Mặc dù là bãi rác đã được xử lý tạm thời bằng cách phủ bạt và róc vôi bột, tuy nhiên thì cũng không thể ngăn nổi những cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nói thật với chị là từ hôm mà rác là mọi người ít người thì qua lại đây lắm, không thể đi nổi mà ngửi chỗ rác này, là nói chung là đi qua đây là nói chung mọi người là sợ ấy, không ngửi nổi. Như bản thân em sáng ra em đi chợ cũng thế,
là em đi qua cái đoạn này là em phải nín thở chỉ không hết được cái đoạn rác này, chỉ nín thở được một đoạn thôi. Nói chung mà nói, cái bãi rác ở chỗ này nó là không hợp vệ sinh, bởi vì đây không phải là một cái thùng rác để chứa cái, mà nó là một cái bãi rác tập trung của rất nhiều rác ở đây, cho nên là thực ra là nếu như này mà ổ dịch bệnh xảy ra là rất nguy hiểm. Mà nhất là cái mùa hè này, nó tuy là người ta có làm đấy nhưng mà nước rỉ rác nó chảy ra bẩn lắm, hôi hám lắm. Mà đây khu thể thao các cháu nó luyện tập ở đây mà nó nói chung là không bảo đảm sức khỏe cho các cháu nó tập luyện thể thao ở đây. Rồi là cái đường dân ở đây đi là nói chung là nói đây là khu nội thành mà để như là không ổn. Thế nào do 4 ngày là Nam Sơn là dân chặn rác là chút xuống khu đến kinh khoảng 600 tấn. Và cũng đang muốn dự kiến trong vòng nhanh nhất là xử lý trong vòng 3 ngày rất điểm cái điểm này. Vì là các anh ấy phải cầu hết rác dân của 10 phường ấy, xong bắt đầu mới tăng ca, nghĩa là tăng ca cả trưa cả đêm luôn và cố gắng hết sức để giải quyết cái tồn đọng. Ở đây xong, khi mà xử lý xong thì là công nhân và xe nước sẽ trực tiếp là rửa và cọ luôn, cọ sạch sẽ để bàn giao sạch như cũ. Tại khu vực công viên Cầu Giấy, rác cũng được tập kết và được quây tôn như thế này. Nhưng do không được chuyển đi trong ngày nên mùi hôi thối vẫn rất nồng nặc. Chúng là dở dời thì nó nhiều nước rác, mưa gió thì nhiều nước thì là các bà cũng quét thôi, nhưng mà bảo các bà thì các bà cũng quét hết thôi. Thì cũng nói chung là ảnh hưởng thì ở đâu chả ảnh hưởng, nhưng mà tránh làm sao được. Là mình ngồi thì mình chấp nhận, như làm sao bây giờ làm nào. Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến ngày 21 tháng 7, khu vực nội thành Hà Nội còn tồn đọng trên 3.000 tấn rác, trong đó quận Hà Đông là 1.000 tấn, quận Long Biên 475 tấn, quận Nam Từ Liêm 320 tấn, quận Cầu Giấy 582 tấn.